Dạ xin chào khán giả kênh Khương Dừa, hiện tại Khương Dừa đang có mặt ở sân khấu Giọng Ải Giọng Ai. Hôm nay là Khương Dừa chạy cái tập nghệ sĩ đó. Khi mà quý khán giả xem cái clip này là chưa cái tập của các anh chị em nghệ sĩ mà hóa thân thành thí sinh đã xong rồi. Thì bây giờ là Khương Dừa đang chuẩn bị chạy. Mọi người, hôm nay Dừa được gặp anh Khương Dừa. Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Đình Vũ và ở nhà mẹ của em á là mẹ má Thúy á, là rất là hay coi kênh YouTube của anh Khương Dừa. Thêm Dừa anh đi khắp thế gian, chỗ nào vui là chỗ đó có ảnh và ảnh rất là chân thành và nhiệt huyết. Mẹ anh má ơi, con được lên với ảnh nè. Nói chung á là mấy anh chị em nghệ sĩ không có nhiều bạn giống em vậy đó. Dạ. Không chưa có biết anh, nhưng ở nhà ba mẹ coi nhiều quá, đi ngang lại có thấy biết anh luôn. Đúng rồi. Bữa có nhiều bạn vô. Chào anh. Để anh Trung Thường Phong. Dạ. Anh ngồi một xíu đi, anh đợi xíu cái em chạy luôn cho. Em ngồi một xíu cái anh chạy luôn cho ha. Hôm qua anh làm nghề gì đó? Em làm nghề gì vậy? Đây là bưng đậu cũ. Em là gọi là phụ. Tại vì đây là tập này là các bạn nghệ sĩ nên các bạn cái lịch của các bạn hơi bị dày. Nên quay WTR thì Khương Dừa phải tận dụng những cái nghề mà có sẵn trong phim trường để mình quay cho các bạn, giống như Nguyễn Đình Vũ thì mình sẽ quay cái nghề là khiêng đậu cụ đó. Hậu đài á mọi người. Nói chung là đây là Nguyễn Đình Vũ, Đẳng, Hồ Bích Trâm, Trung Thanh Phong, tất cả mình đều phải giấu mặt hết đó. Khi mà hát thì mình mới dở mặt ra. Mà lúc hát được lát em có bài nhép vui lắm. Bài gì vậy anh? Bài Hoa 10 giờ. Hoa 10 giờ là bài gì trời? Không nhất ra đơn giản, Hoa 10 giờ là bạn nữ ngồi nhép mà có lúc đó hẹn chiều nay mà không. Ủa gì? Nếu hẹn chiều nay mà không phải gì. Thôi chủ nhật tuần sau em không, anh không đến. Nói chung là diễn với bạn nữ xong xíu cái em đi vô trong luôn, là em không có đến nữa là em khỏi nhép luôn, khỏe. Ok. Bài Hoa 10 giờ, Hoa 10 giờ là gì ta? Hôm chia tay chiều chủ nhật. Hôm chia tay chiều chủ nhật anh bảo rằng tuần sau anh đến. Em đến. Rồi hái một nụ hoa xinh xinh màu tím tím cài lên mái tóc thề rồi. Em đi vô luôn đó. Em đi vô cái bé này ngồi hát đỡ hoài, cái hỏi thí sinh sao không nhép, tại nó đi vô nó không tới. Đó. Mình phải giấu, mình phải che cho bạn nghệ sĩ, tại vì mấy bạn nghệ sĩ thì quá quen thuộc với anh Giang Thành, với bạn những người chơi. Mình không giấu thì họ sẽ biết thì sao không có bất ngờ nữa. Em ngồi đợi anh xíu không? Anh quay cái con Vũ cái. Đây là bà Trâm. Ủa em xong rồi hả? Dạ. Chưa mà? Dạ. Em chạy xong hả? Dạ chưa, em đi tập nhảy. À, nhảy nữa. Dạ. Nhảy cũng dở mà hát cũng dở mà gom hai thứ vô một lượt luôn. Vừa phải tập hát vừa thôi tập nhảy nữa. Chỉ có diễn xuất là được á, chỉ có diễn xuất là ok à. Còn... em nói thiệt á, anh thiệt nha. Anh đừng nói như vậy em buồn. Cái này là thật chứ không có diễn. Vậy hả? Không, anh cũng hơi vô duyên ha, tự nhiên chơi gái ta hát dở. Mà chơi như vậy không ơi. Không phải, chừng nào người ta nói mình hát hay vậy đâu anh. Mình mới nhục. Đúng rồi, anh nói em hát hay em mới ngại ngại chứ còn nó dở em thấy đúng mà. Với lại cái che che máy, với lại anh thiệt tình mà, có sao anh nói vậy? Cái tay che máy kìa. Không có che. Nhìn cảm giác nó che đó. Cảm giác nó che. Nhưng mà có nghĩa là bây giờ vậy nè, ai có thể che em cũng được nhưng mà anh đừng che em, tại vì anh là người kêu em tham gia mà anh che. Vậy khen em hay hả? Dạ. Vậy hát được. Em biết hát đi, dễ cho dễ. Dạ em biết hát. Vậy đi cho dễ chứ em kêu hát được. Nhưng mà anh nghĩ đúng không nè, những cái người mà người ta hát hay á là thường người ta mang tới nỗi buồn cho người khác không à. Còn những người hát dở như em á là mang lại niềm vui. Nhưng mà cũng có nhiều khi cũng mang tới bực bội cũng có chứ. Cũng có đứa hát dở mà vui, con cũng có hát dở mà bực bội chứ bộ. Mà không biết Hồ Bích Trâm là trong dạng nào. Thôi giờ Khương Dừa quay cái WTR cho bằng Vũ trước rồi chạy từng bạn. Dạ. Hát dở đâu hay là cái tỏ. Rồi quay ha. Thấy Ngân tới hả? Thấy Ngân cũng là thí sinh. Thấy Ngân lát nhép bài bài Bắc Kim Thang. Người có nhận ra ai không? Đây em. Ngân với chất giọng của Ngạn. Hà Lan. Hà Lan đang ăn lên kênh Linh Ký đúng không? Lan. Không phải Hà Lan kìa, mà đi lên Sài Gòn á, kinh đi ăn quá. Này Lan trong Lan Gia Điệp đó chứ. Này trong Lan Gia Điệp chứ không phải. Sao Ngạn nói Lan như vậy? Chẳng qua là Lan đang có bầu chứ bộ. Tập này vui nha quý khán giả, tập này rất là vui. Còn có Quang Đăng với lại BB Trần với lại chị với bạn Quỳnh là Quỳnh Lam với ai nữa ta? Chị Sĩ hả anh? Đủ rồi. Còn Quỳnh Lam nữa. Quỳnh Lam đúng rồi.
Thôi giờ chạy đi, để thôi không kịp giờ, 10 giờ rồi đó. Kêu Vũ nó chuẩn bị đi. Đưa cái micro anh đi. Kêu Nhật nó chuẩn bị khiêng cái nhà nè. Anh kêu cho anh cái nhà lấy cái em Ben qua anh thấy cái nhà khiêng tới luôn ha. Em đứng trong cái nhà Vũ. Em đứng trong cái nhà Vũ khiêng thôi. Đây luôn anh. Em đứng đó đi. Mà cố gắng thêm một bạn nó đi khiêng cho thấy cái chân á. Đây rồi lát em quay em Ben, em quay anh ha. Xong cái em Ben qua thấy cái nhà di chuyển, xong em đặt tả vô cái chân. Đó. Xong cái anh kêu khiêng cục đá, cái cục đá anh khiêng gì khiêng ngân. Khiêng cắt á. Cái rồi em quay đoạn bằng hát. Em đoạn hát. Không thấy đâu. Còn là không thấy đúng không? Không thấy. Em tất cả che hết rồi. Hả? Không, em ở trong luôn á. Miễn sao khiêng hỏng lên thấy cái chân của em được rồi. Thấy cái chân của thấy anh Bê ở phía trong á. Đây em đứng trong nè. Đây vô cửa này anh. Không, cái này che mặt luôn. Che mặt luôn, giấu luôn. Bạn thêm người đi, thêm người phụ đi. Nghề nghiệp. Tập này che mặt hết trơn à, nên nhép rồi cũng như không nhép. Nhưng mình phải kiếm tình huống nào nó vui. Ví dụ như bạn Đình Vũ sẽ nhép bài Tấp Liều Lý Tưởng. Khi Tấp Liều Lý Tưởng của anh và của em thì tới bài nhép thì hai đứa nó khiêng cái nhà đi ngang qua sân khấu thôi. Không thấy gì hết trơn á. Còn Quang Đăng là nhép cái bài Nàng Kiều Lỡ Bước hay gì đó, Thương vừa làm một cái như cái vũ trường vậy đó, rồi lẫn trong nhóc người đó rồi nhép. Rồi hôm qua BB Trần thì nhép cái bài Mưa Phi Trường thì Thương vừa cho cái mặc cái áo phi công rồi mặc áo mưa rồi che dù rồi tất cả mọi người đi qua lại rất là đông giống như một cái giống như cái phi trường vậy đó. Rồi Hồ Bích Trâm thì là người bệnh thì nhép trên đây. Ngồi đây nhép con câu à. Còn Huỳnh Quỳnh Lam thì cũng nhép trên đây là có bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ lát cũng vừa chạy luôn. Còn Thái Ngân thì là nhép bài Bắc Kim Thang. Nhép bài Bắc Kim Thang cũng dễ thương, chú bán ếch ở lại làm chi á. Bắc Kim Thang cà lan bí rợ. Còn qua kèo là kèo qua kèo kiểu dạng. Rồi Trung Thanh Phong thì nhép bài Hoa 10 giờ. Rồi sẵn sàng chưa? Cái này là mới quay WTR của cái gì vậy? Tụi em ở trong hết được không? Ở trong hết đi. Từ từ chưa? Ở trong hết luôn đi. Ở trong hết luôn đi. Thấy cái nhà thôi, thấy cái chân hết rồi. Kệ nó. Chịu khó nha, giờ quay nha. Chưa đi. Em phải quay anh trước á. Nửa tiếng à, giữ nửa tiếng à. Xong chưa? Rồi tiếp mục này cho anh một cái nhà ngay giữa sân khấu nha. Rồi mang nhà ra đi. Rồi đặt giữa sân khấu. Rồi cảm ơn mấy đứa. Rồi cho anh cục đá luôn. Lại đi, cắt cô khoan, cắt nè, cắt là cục đá em khiêng khiên vậy nè, cho Vũ nó khiêng cục đá vậy nè. Em khiêng gì nè Vũ? Lấy cục này. Cục này vui hả? Khiên sao che mặt á. Nè, cầm anh đi. Cắt
Cắt á. Bài đủ trò chứ. Hả? Em che người luôn đi, che người luôn đi Nhật. Cái quần bạn nhìn không giống đồ cũ à. Đứng lên đi. Đó. Rồi di chuyển thôi. Hai thằng đi. Đi qua khung hình thôi, không cần để chỗ nào á. Em bên theo á. Ừ. Rồi không. Giờ anh đã nói rồi. Giờ anh nói cho anh cục đá đi. Rồi cho anh hai cái núi nữa đi. Không, đi thẳng tới cũng được, đi thẳng tới á, phích rồi đi thẳng tới. Nè, đi thẳng tới á. Vũ, khiêng lại giùm anh đi, khiêng lại mình. Phích đi thẳng tới là được rồi. Rồi. Ok, sáng vận động mệt. Rồi, che nha. Coi chừng thấy cái tay quay xíu vô. Lại ngược lại. Đúng rồi. Rồi bưng lên đi. Rồi đi. Rồi đập xuống. Rồi. Không. Tìm làm bây giờ anh khiêng xe buýt lên nữa. Anh kêu khiêng xe buýt lên nữa, cái hai thằng khiêng xe buýt lên nữa, cái đặt cái bối cảnh nó thật là lộn xộn, cái anh nói ô bối cảnh em làm bối cảnh đẹp lắm đó, xong rồi cái anh kêu em vô em nhép thử anh nghe luôn, cái em vô em đứng trong nhà em nhép vậy thôi. Cái xe buýt nó đủ hình chưa? Hồi nãy là còn cái nhà để em đặt tại cái chân. À còn cái chân nữa hả? Không, bây giờ em quay không bây giờ em quay cái chân không được rồi. Em quay sát cái chân nè. Nè, nó đi về. Cái nhà nãy nó khiêng cao nè. Quay sát cái chân thôi. Em đi, em bỏ đá đi Vũ. Rồi. Dương. Muốn lấy cục đá này giờ tập gym. Đi từng mé kia lại kìa Vũ. Đi từng mé kia có đường dài đấy. Cái gì? Rồi xong rồi. Kệ đi để nó bề bộn sao. Rồi 3, 2, 1 đi. Rồi. ngửa nữa. Rồi xe buýt luôn đi. Em đặt đại đây đi. Đặt đại đi luôn, lướt xuống rồi đặt cái xe buýt ngay kế bên luôn. Đặt nói chung là tùm lum đại đi. Xuống khiêng xe buýt lên sẵn đi, cứ khiêng lên luôn. Em xuống mừng xe buýt luôn đúng không? Em khiêng xe buýt lên luôn, ở trong luôn. Đi với mấy bạn luôn. Lát em quay thấy mặt Ngân. Quay thấy thì mặt thêm mấy Nhật cũng được. Cho thấy mặt Nhật á. Còn em thì khỏi thấy. Em kéo lại còn Nhật thì thấy. Rồi. Rồi hai đứa thì thấy còn một đứa không thấy. Vũ ở giữa không thấy. Rồi. 3 2 1 diễn.
Ok chưa? Kêu tên gì cho nó vui ta? Không, cái xe buýt đặt xéo rồi kia là không, đặt xéo xíu. Đặt xéo xéo cho bối cảnh nó rối xíu. Rồi, vậy nè. Vậy em quay anh câu anh nói là ok bối cảnh rồi. Kêu tên gì ta? Kêu nó là... Kêu thằng Tèo. Lộn đó. Vậy em vậy em lấy cần anh nha, xong rồi bắt đầu nói gì bối cảnh đẹp quá gì xong bắt đầu nhìn mình cái toàn. Ý đây được coi anh Khương gì á nè. lấy cho anh cây hương chọi, anh chọi cái cây lên nữa đẹp. Chọi cửa này. Ha nè, lấy anh vậy nè, anh đang rồi ok rồi bối cảnh đẹp rồi đó. Cái em ban qua em thấy sao thấy động quá. Em ban qua em thấy luôn đó, cho nó liền. Cho nó bất ngờ chứ. Đây. Qua bên kia tú. Quay lại tú. Em vô trong đó vậy Vũ. Em ở trong đó luôn nha. Anh nói 3 2 1 nhép anh luôn cái này trong đó. À Vũ. Dạ. Anh nói 3 2 1 em nhép bài Sa Mưa Dông cho em, cái em lắc cái nhà cho mạnh lên. Dạ. Có ai có máy đồ quay miệng không? Đâu có thấy. Ừ không thấy gì em muốn lắc làm okay, làm. Ok ok. Lắc cho giữ cái nhà vô. Ờ. Làm một suột luôn Ngân ơi, vậy nè Ngân. Anh nói là ok bối cảnh đẹp rồi đó. Rồi. Tèo vô nhép giùm anh luôn. Rồi xong cái điểm 3 giây cái em lắc nhà lên. Rồi. Ok bối cảnh đẹp rồi đó. Rồi tèo vô nhép anh luôn đi. Lại nha. Lại anh lấy câu lại quên. Để nhắc lại sang dòng. Lại nha. Lắc đi Nhật. Lại đi. Em bên đâu không? Rồi mấy trời. Rồi bối cảnh đẹp rồi đó. À, tèo nhép cho anh bài Sa Mưa Dông luôn đi. À. Ok. Hát hay lắm á. Rồi đúng chưa? Quay thêm đi, quay tỉa bối cảnh gì thêm để tôi xem. Quay em quay thằng Nhật nó làm thêm á. Sinh động đi bố, sinh động quá. Rồi quay thêm Nhật đi. Ủa quay thêm Nhật nó khiêng vài cái đi. Rồi ok Vũ ơi. Dạ. Em quay Nhật thêm vài hình. Kiểu mà người chính thì không có quay mà người phụ thì quay cho kỹ vô. Đó, quay cho Nhật cho kỹ vô. Dạ. Quay bằng này nè đúng không? Ờ đúng rồi, em ok đó, ngồi nghỉ đi. Em khiêng không, em khiêng ghế được rồi, khiêng gì nè, khiêng hàng rào nè Nhật. Hàng rào nè Nhật. Ờ. Đi em đi handheld theo nó luôn. Mới đi nhỏ một cái. Mới giờ Khương vừa mới quay PT đời của Vũ xong. Giờ thì giờ sẽ chạy cho bạn Vũ. Rồi xong rồi quay WTR của Trương Thanh Phong rồi chạy cho bạn Trương Thanh Phong nữa. Ủa sao Phong là em quay vẫn chưa quay. Giờ quay ngày gì? Hôm qua anh nhờ để gánh bông. Làm nghề bán bông đi. Đây chị. Cho gánh bông cho tụi em lắp chuỗi cho tụi em ghép nhảy nha. Cho mấy bạn nhảy về. Anh quay cái clip. Không làm gắn bông đi, em làm nghề gắn bông đi. Em làm cho nó một lùm bông luôn. Đừng chui chui vô nó gắn. Không thấy gì á. Hoa
Ừ thôi giả, ngày Nhật nó gắn rồi nó gắn tùm lum á. Ngày gắn bông giả. Để lát mình hát hoa 10 giờ cũng vô. Gắn bông giả. Gắn hoa đồ vô cây á không? Giống như ngày gắn hoa giả. Rồi xong em chui lủi lủi vô cái lùm đó em gắn cái hát em hát hoa 10 giờ nữa thì vô luôn. Rồi. Rồi. Rồi cất đi. Rồi giờ thì xuống Nhật. Phụ Nhật Khiên xuống anh đi. Ok ha, vậy Vũ ok phải không? Dạ, em còn làm gì đó. Em ok đó. Giờ em ra em quay Phong đi Ngân rồi anh chạy cho Vũ rồi đây vô xong chạy luôn. Rồi. Cảm ơn quý vị giả nha. Bây giờ tôi vừa sẽ trả bài nhép cho các bạn. Chào tạm biệt.